Sau khi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền Điện Lộc, dự án cầu vượt cửa biển Thuận An và dự án khu tái định cư B5 Thuận An. Tại tuyến đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền Điện Lộc, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng cả công nhân ở đây vẫn đang khẩn trương làm việc với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tiến độ đề ra. Chỉ còn khoảng 3,5 km đường đang tiếp tục thi công để thông tuyến theo kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đây là thời điểm thuận lợi để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các phương án để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa toàn tuyến đi vào hoạt động. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Phong Điền phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tháo gỡ những khó khăn, nhấn mạnh đây là tuyến đường quan trọng không chỉ cho việc đi lại thuận túy mà còn sử dụng trong việc cứu hộ cứu nạn, tạo bộ mặt đô thị cho bộ mặt vùng nông thôn của huyện Phong Điền, nhất là khu vực Ngũ Điền. Công trình cầu vượt cửa Thuận An thành phố Huế phấn đấu cuối năm 2024 sẽ hợp long, tháng 3 năm 2025 cầu thông xe kỹ thuật và cuối năm 2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn những vướng mắc. Số mồ mả của người dân ảnh hưởng đến công trình vẫn chưa được giải quyết. Những hộ dân nằm trong diện giải tỏa di dời đã có bố trí tại khu tái định cư B5 phường Thuận An thành phố Huế. Liên quan đến dự án này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chỉ đạo, hạng mục nào thuận lợi thì tập trung tiếp tục triển khai. Những hạng mục khó cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để sớm giải quyết tạo thuận lợi cho việc thực hiện dự án. Nhìn chung thì tiến độ các công trình hiện nay cũng cơ bản đảm bảo theo cái tiến độ đã đề ra. Và các cái nguồn lực thì tỉnh cũng tập trung ưu tiên từ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, nguồn lực của địa phương thì cũng đảm bảo để mà cho các công trình đủ vốn để thi công. Hiện nay thì qua kiểm tra một số cái tuyến công trình thì vẫn còn cái vướng mắc giải phóng mặt bằng, đặc biệt là liên quan đến giải phóng mặt bằng mồ mả rồi các cái hồ tái định cư, các cái hồ lấn chiếm sau khi mốc luật đất đai. Thì hiện nay tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo để mà có các cái cơ chế chính sách làm thế nào để mà đảm bảo mặt bằng cho thi công các cái tuyến đường đảm bảo đúng với tiến độ đề ra. Để đưa người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình cầu vượt cửa Thuận An, hiện đơn vị thi công đang tập trung sang nền, hạ tầng khu tái định cư B5 nhằm đưa 145 hộ dân về sinh sống ổn định tại đây. Báo cáo về Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và đoàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thuận An cho biết, người dân đồng tình ủng hộ chủ trương di dời giải tỏa nhưng mong sớm được về nơi ở mới để ổn định cuộc sống.